Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi trưa ngày 4 tây tháng 5 nha anh em. Rồi, hôm nay là 4 tây tháng 5. Rồi, hôm nay thì em giới thiệu cho anh em mấy cái phần mà mấy cái đầu máy, mấy cái máy mà cắt cỏ nha anh em. Mấy cái máy cắt cỏ thì lúc này thì hàng bãi thì nó hiếm lắm nha anh em. Cho nên không có hàng bãi. Thì bên em có về cho anh em những cái dòng máy là cắt cỏ mới anh em. Cắt cỏ mới thì là hàng này là hàng trong thùng ha. Hàng trong thùng. Hàng này là hàng nhập khẩu nguyên con từ Trung Quốc nha anh em. Đây là hàng Trung Quốc ha, chứ hàng bãi lúc này thì không có ga nha anh em, cho nên nó là không có hàng. Thì đây là những cái dòng máy bên em đang bán nha anh em, bán rất là chạy luôn ha. Mấy hôm nay là rất nhiều anh em thợ mình lấy cái dòng máy này về để bán chữa lửa trong cái lúc mà không có hàng hàng bãi nha anh em. Thì mấy cái này thì bên em đã bán rồi nè, Komatsu 26 nè, Mitsu TL33 nè, Mitsu TL33 thì bên em đã bán rồi. Mitsu TL43 thì hiện tại là bán còn lại 3 cây anh em, hiện tại còn 3 cây. Thì bên em thì cái mấy cái dòng máy này thì hàng của công ty anh em. Hàng công ty cho nên nó là không có bị hụt hàng ha. Lúc nào cũng có hàng hết. Thì anh em nào có đặt thì anh em cứ lên đơn anh em, lên to ha. Thì bên em sẽ soạn hàng gửi cho anh em. Thì em đang đóng hàng cho anh em nè. Mấy cây này là bán rồi nè. Bán rồi đang đóng nè. Rồi phụ tùng thì cũng đang soạn ra cho anh em luôn ha. Cái lô TG này thì hồi tối đã có khách chốt rồi nha anh em. Hồi tối có lên cái lô TG thì khách chốt rồi, em đang chuẩn bị để đóng hàng ha. Rồi bên em thì em xin báo giá lại cho anh em luôn. Cái đầu máy Komatsu 26 thì cái đầu máy thì anh em lấy là cái đầu máy không á thì 600 ngàn anh em, 600 ngàn cái đầu máy á, Komatsu 26 nòng 34 ly. Thì hàng này là hàng thùng của Trung Quốc nha anh em. Còn anh em nào lấy nguyên bộ cần thì nó giá của nó là 1.250.000 nha anh em. Nguyên bộ cần thì nó có là cần nè, cần tay lái rồi có bộ phụ tùng sẵn trong đó luôn nha anh em. Thì là giá của nó là 1.250.000 của cái bộ Komatsu 26. Còn cái bộ Mitsu TL33. Đây cái bộ Mitsu TL33 thì là giá của nó là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 ha. Nó là tum lớn nè. Tum lớn, bút cung lớn, tay lái dài ga bóp luôn. Cái nào thì nó cũng là ga bóp hết nha anh em. Thằng Komatsu 26 này thì nó cũng là ga bóp luôn ha. Đây cái bộ phụ tùng của nó nằm trong này. Đây tay lái nè, tay lái ga bóp nè, phụ tùng rồi lưỡi dao rồi dây đeo nó cũng có cho sẵn theo luôn nha anh em. Chắn cỏ to luôn nè. Thì cái bộ này á thì nguyên bộ của thằng Komatsu 26 thì giá nó là 1.250.000 nha anh em. Thì cái này thì khách đã chốt rồi ha, em đang chuẩn bị đóng hàng cho khách nè. Mitsu TL33. Mitsu TL33 nha anh em. Hàng này đang chuẩn bị đóng. Mitsu TL43 thì là nguyên cây của nó là 1.500.000 nha anh em. Đây. Nguyên cây của nó là Mitsu TL43 1.500.000. 33 thì nòng của nó là 36 ly anh em. Nòng của nó 36 ly ha. Còn TL43 thì nòng của nó là 40 ly. 40 ly nha anh em. Thì cái nào nó cũng có phụ tùng kèm theo hết nha anh em. Tại vì hàng mới, hàng trong thùng thì nó có phụ tùng hết. Đây phụ tùng của nó là nguyên có chai pha nhớt nè. Rồi dây đeo, rồi lưỡi dao, rồi tiếp mở mugi rồi nó có tặng kèm theo nha anh em. Rồi, cái dòng mà Mitsu TL43 này thì nó là 1.500.000 anh em. Còn 33 thì là nó 1.400.000. Còn Komatsu 26 thì là 1.250.000. Rồi bên em thì đang phục vụ cho anh em bên phần là phụ tùng các loại nha anh em, phụ tùng các loại của máy cắt cỏ bãi ha. Thì anh em nào có đặt phụ tùng thì cứ lên to nha anh em, lên to ha. Thì mỗi ngày như mỗi ngày em đều có lên đây để báo giá cho anh em hết. Báo giá cho anh em mà những anh em nào mà khách quen thì anh em vào xem chơi cho vui ha. Còn những anh em nào khách mới thì xem em báo giá thì cái nào cảm thấy mà ok thì mình lên to nha anh em. Lên to giờ em chốt đơn ha. Rồi em xin báo giá lại cho anh em là hôm nay thì em có là mấy cái tum chuông nè, mấy cái chuông này là sử dụng cho mấy cái mà máy cắt cỏ bãi nha anh em. Đây cái chuông này là chuông 10 khía nè. Chuông 10 khía nha anh em. Chuông 10 khía cái này thì em quên đo nó, cái này nó mấy ly không biết. Cái này khoảng 8 ly. Cái này khoảng 8 ly anh em.
chuông 10 khía. Cái này thì là 10 ngàn ở 25 ngàn anh em, 25 ngàn, 10 là 10 khía anh em, nói lộn, 10 khía 25 ngàn. Còn chuông mà đây 7 khía nè, 7 khía thì nó cái này chắc là 10 ly anh em, 10 ly. Rồi 7 khía thì cũng là 25 ngàn một cái chuông anh em, 25 ngàn cái chuông. Đầu máy cơm bánh su thì em mới về cho anh em thêm nha anh em. Đây mấy thùng nữa đây, mấy thùng đầu máy cơm bánh su. Đầu máy thì là nó giá của nó là 600 ngàn một đầu nha anh em. Rồi tay ga bóp thì là 80 ngàn một bộ ha. Tay ga bóp mỗi dịch nha anh em, thì nó có là tay phải và tay trái ha. Và cái cầm, cầm hiện tại bên em có là cầm 26 nha anh em, cầm 26 ha. Rồi tay ga bóp mỗi dịch 80 ngàn. Rồi chắn cỏ nhỏ thì là 10 ngàn nha anh em, chắn cỏ to thì là 16 ngàn. Chắn cỏ to thì bao bền, bao cứng luôn anh em. Rồi 16 ngàn. Còn đây là dây dây đeo cắt cỏ anh em. Dây đeo cắt cỏ. Dây đeo cắt cỏ này là 13 ngàn anh em, 13 ngàn một dây ha. Hiện tại thì em cũng có nhiều anh em là hỏi bên là dây đeo bình xịt nữa. Nhưng mà dây đeo bình xịt thì hiện tại em chưa có về hàng được. Cũng chắc vài hôm nữa là có dây đeo bình xịt luôn anh em. Còn hiện tại thì dây đeo này là dây đeo cắt cỏ ha, 13 ngàn sợi anh em. Dây đeo này loại tốt ha, 13 ngàn. Còn loại này thì loại thường anh em, loại thường thì giá nó mềm hơn, là 8 ngàn anh em, 8 ngàn ha. Dây đeo cắt cỏ 8 ngàn. Còn boe thì bên em có boe của thằng Tanaka nè, Tanaka, Magu hay là Makita hay là Echo Trắng thì nó đều sử dụng cái boe này anh em. Boe này thì nguyên bộ của nó là 20 ngàn anh em, 20 ngàn nguyên bộ ha. Còn anh em nào lấy cái nắp ngoài, cái nắp ngoài không thì là 10 ngàn anh em. Đây nắp ngoài không là 10 ngàn, còn nguyên bộ là 20 ngàn ha. Anh em nào chốt Boe Makita hay là Tanaka này thì anh em ghi rõ giùm em là nguyên bộ hay là nắp ngoài nha anh em. Nắp ngoài thì 10 ngàn, còn nguyên bộ thì 20 ngàn ha. Còn đây là nắp Boe của thằng Cơm Mát Su anh em. Nắp Boe của thằng Cơm Mát Su nè, là 13 ngàn một nắp nha anh em, mà là một bộ ha, 13 ngàn một bộ nắp Boe Cơm Mát Su. Còn nắp Boe của thằng Trung Quốc 260 thì là 10 ngàn ha, 10 ngàn. Dây cước thì em mới về cho anh em loại dây cước màu xanh nha anh em, 120 ngàn ký ha, 120 ngàn ký. Thì màu thì nó không ăn thua gì nha anh em. Rồi nó thì hôm bữa trước thì nó là màu cam màu đỏ, còn hôm nay thì nó ra màu xanh. Màu để cho anh em mình dễ bắt mắt thôi ha. Rồi cái này thì là 120 ngàn ký nha anh em, 120 ngàn ký. Đầu bò thì em có đầu bò đủ loại nha anh em, đầu bò đủ loại luôn. Đầu bò này là đầu bò 24-13 này, sử dụng cho cơm mát su nha anh em. Cơm mát su này 24-13 nè. Rồi 28-9, 28-9 thì hôm nay gần hết hàng rồi, chỉ còn có 3 cái nữa hết rồi. Rồi 28-9 nha anh em. Thì anh em cứ lên đơn ha, lên đơn giờ lên to nha anh em, thì bên em sẽ phục vụ cho anh em luôn. Tại vì là hàng công ty mà lúc nào cũng có nha anh em, không có thiếu đâu. Hôm nay thì nó hết hàng thì ngày mai là có hàng liền, chứ không có lâu nha anh em. Rồi 28-9 nè là 90 ngàn anh em, 90 ngàn. Còn 24-13 này là 100 ngàn anh em, 100 ngàn ha. 26-7 90 ngàn luôn. 26-9 cũng là 90 ngàn anh em. Anh em nghe em báo giá ha. Đây 26-9 khía cũng 90 ngàn luôn nha anh em, 90 ngàn. Rồi 24 vuông, đây 24 vuông thì là cũng 90 ngàn luôn ha, 90 ngàn một cái đầu bò. Còn đây là 24-7 anh em, 24-7 thì là nó 100 ngàn ha, 24-7 khía. Rồi 100 ngàn anh em. Dây giật thì bên em có là loại 3 ly 4 ly. 3 ly thì là 3 ngàn một mét ha, còn 4 ly là 4 ngàn một mét nha anh em. Còn dây xăng thì cũng dây xăng là 5 ngàn một mét. Dây xăng dùng cho máy cắt cỏ, máy cưa. Và dây xăng là 5 ngàn một mét nha anh em. Còn mặt giật, mặt giật thì anh em lấy cái mặt giật mà không có tem này là 18 ngàn. Mặt giật không có tem là 18 ngàn anh em, còn mặt giật có tem thì nó là 25 ngàn. Bơm nước thì là 170 ngàn cái anh em. Bơm nước này thì sử dụng cho là ti 7 khía và ti 9 khía ha.
Rồi 170.000 cái bơm nước này là inox nha anh em. Còn bugi giá rẻ thì là 15.000. Bugi giá rẻ thì có là bugi 2 thì và 4 thì nha anh em. 2 thì và 4 thì 15.000 một cái bugi ha. Còn IC. IC thì bên em có là IC của thằng 260 ha. 260 là 55.000. Còn đây IC của thằng 330 và 430 nha anh em. 330 430 thì nó hình như là nó 90% gì đó. Cái này thì em báo giá lại nha anh em. Cái này em mới hàng mới về ha. Chưa có nắm giá nè. Rồi cái này thì 330 và 430 có hàng luôn nha anh em. Tầm khoảng 90.000 100.000 đổ lại ha. Cái đó thì để em coi giá lại em báo nha anh em. Rồi dây ga. Dây ga thì em có cho anh em là dây ga xịt nè. Dây ga này 6.000 anh em. Dây ga này 6.000 ha, dây ga hai ốc. Còn dây ga không có ốc tăng đưa thì là 5.000. Giờ dây ga bình xịt ha. Còn dây ga bình xịt, dây ga cắt cỏ thì không có ốc tăng đưa thì là 5.000 luôn nha anh em. Ngắn dài thì nó cũng là 5.000 luôn. Còn dây ga có ốc tăng đưa của thằng máy cắt cỏ thì là nó 7.000 anh em, 7.000 ha. Bố côn. Bố côn thì bên em có loại là bố côn đen và bố côn đỏ anh em. Bố côn đỏ thì là 20.000 một bộ ha. Còn bố côn đen thì là nó 32.000. Bố côn này thì bên em có ốc luôn anh em. Có ốc bố côn luôn ha. Tại vì đây em quên giới thiệu cho anh em thôi. Bố côn là bên em là có ốc luôn anh em. Đây có ốc luôn ha. Ốc thì thêm hai ốc đó thì tính giá thêm nha anh em. Tại vì bố côn về thì nó không có ốc ha. Rồi anh em nào mua ốc thì mình tính giá thêm ha. Ốc này thì hình như là ốc này nhiêu ta? Để em coi. À, ốc này 7.000 anh em, 7.000 một cặp nha anh em. Đây nè. Ốc này là ốc bố côn ha, 7.000 một cặp. Có luôn lông đền nha anh em. Đây có luôn lông đền nè. Rồi ốc bố côn 7.000 cặp. Còn bố côn này thì là 20.000 là bố đỏ. Còn bố đen là 32.000 anh em, bố nhỏ ha. Bố lớn tốt, bố lớn đen là 37.000. Bố lớn đen thì bao xịn sò luôn, bao đẹp nha anh em. Rồi 37.000. Còn bố lớn đỏ thì 25.000. Ốc găng ngược thì là có 7 ly, 8 ly, 10 ly anh em. Thì đồng giá là 3.000 một con. Công tắc thì 7.000 anh em. Đầu bò 25 7 khía 100.000. Rồi thung. Thung nè. Thung 3 lỗ nè. Đây là thung 3 lỗ dành cho Magu anh em, 3 lỗ dành cho Magu nè. Rồi 3 lỗ dành cho cơm Matsu nữa. Rồi thung 3 lỗ này thì 5.000 một cục anh em. 5.000 một cục ha. 3 lỗ dành cho Magu với 3 lỗ dành cho cơm Matsu thì 5.000 một cục. À, nấm thở thì 5.000 luôn anh em, nấm thở 5.000. Thung 2 lỗ nhỏ thì là 4.000. Vú gời thì là 10.000 anh em. Vú gời thì dành cho máy cưa nè hoặc là Gilby Genos nha anh em. Rồi vú gời 10.000 anh em. Tay ga xịt thuốc 7.000. Tay ga xịt thuốc là 7.000 anh em. Vú bơm nhỏ là 2.000, vú bơm to là 3.000. Lượt xăng trắng nhỏ thì 6.000 anh em, 6.000 ha. Lượt xăng trắng lớn thì 7.000. Rồi, bugi 4 thì. Bugi 4 thì mà loại xịn nha anh em. Bugi 4 thì loại xịn thì là nó 45.000 một cái anh em. Bugi 4 thì loại xịn này là sử dụng cho thằng Honda GX 225, GX 35 rồi nha anh em. Hoặc là mấy con máy 4 thì mình đều sử dụng được hết ha. Thì bugi loại tốt, loại xịn thì là 45.000. Mà bugi loại rẻ thì 15.000 anh em. Bên em có đủ ha. Em có phân loại ra hết. Rồi 45.000 loại xịn, còn 15.000 thì loại rẻ anh em. Rồi bộ chế quanh bờ gồ 85.000 một bộ anh em. Bộ chế quanh bờ gồ 85.000. Dây thiều 260, máy cắt cỏ 9.000. Rồi đây là chén anh em. Chén đầu bò thì là 35.000 một bộ ha. 35.000 bộ chén đầu bò. Dao, lưỡi dao 3 tấc thì là 20.000 anh em. 20.000 lưỡi dao 3 tấc. Bình xăng lớn thì hôi quá trời luôn. Bình xăng lớn máy cắt cỏ anh em. Đủ thứ luôn ha. Bình xăng lớn này thì anh em nào có đặt cái loại bình xăng nào thì cứ inbox vào Zalo của em nha anh em. Rồi em báo giá ha, tại vì bình xăng lớn nó giữ lắm nhiều loại nha anh em. Bình xăng lớn giữ lắm nhiều loại.
Rồi tiếp mở Mugi 9.000 anh em. Tiếp mở Mugi là 9.000 nè. Bát cước 4 chấu. Bát cước 4 chấu là loại này là loại bát cước lớn anh em, 16.000. Tum 26 7 khía 100.000. Tum 24 vuông 24 7 là 90.000 anh em. Rồi bên em có thêm cái một lưỡi dao anh em. Lưỡi dao này loại lưỡi dao 3 tấc rưỡi mà dày là dày 2 ly anh em. Độ dày 2 ly ha. Là 30.000 một lưỡi anh em. Rồi anh em nào chốt lưỡi dao thì hãy ghi rõ ra giùm em ha, là lưỡi dao 3 tấc rưỡi dày 2 ly là 30.000. Rồi đây là nhớt anh em, nhớt thì bên em bán là 65.000 một chai ha. 65.000 một chai nhớt anh em. Một thùng của nó là 6 là 24 chai, chai 1 lít. Rồi anh em nào có đặt hàng gì thì cứ inbox vào Zalo của em ha. Zalo của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.